theo chính là tư thế cái bàn. Mời mẫu xoay người sang bên trái, duỗi hai chân về trước. Ở tư thế này thực hiện cũng vô cùng dễ và đơn giản, chủ yếu tập trung vào việc sử định tuyến thôi. Co hai chân lại, hai chân mở rộng bằng vai, hai bàn chân mở rộng bằng vai và khoảng cách giữa đùi với cẳng chân là một góc 90 độ. Tiếp tục đưa xa hai tay về sau cùng một lúc thì ở đây bắt đầu có định tuyến rồi. Các bạn để ý rằng này, tránh cái trường hợp một tay trên một tay dưới. Giả thiết như thế này, chúng ta đặt ngang cái thước đây thì có một cái tay bị thùi về phía trước, một cái tay bị cao lên trên, thì đó là hỏng ngay định tuyến trụ nhé. Thì chúng ta sửa bằng cách này, dựa vào các cái vạch định tuyến ở dưới thảm để hai tay cao bằng nhau. Rồi, được chưa? Khi chúng ta có cảm giác này, lưng thẳng, cẳng chân và đùi là một góc làm sao 90 độ, và lưng thẳng, khi lưng thẳng như vậy thì tay tạo thành một góc 45 độ so với thân. Từ đây chúng ta đẩy lên, chỉ việc hít vào một hơi đẩy lên, đẩy hết bụng lên đã. Rồi, sau đó ngửa đầu ra. Rồi, bắt đầu các bạn quan sát của mình Kim Toàn nhé. Ở đây thì chúng ta bắt đầu có định tuyến này. Thứ nhất, chúng ta đẩy toàn thân của mình song song với mặt sàn nha. Được chưa? Rồi, tiếp theo này, cái cẳng chân này chống vuông góc với mặt thảm. Vuông góc với mặt thảm nhé. Tiếp theo đó là toàn bộ cánh tay cũng chống vuông góc với mặt thảm. Được chưa? Thì động tác đây sẽ là đúng và chuẩn nhất. Còn trong trường hợp chúng ta muốn hỗ trợ đấy, để cho đẩy cao lên một chút xíu đấy, thì chúng ta phải sửa từ bàn chân trước. Thì ở đây hai bàn chân nhé, hai bàn chân này cũng phải song song với nhau như thế này, tránh trường hợp làm sao chúng ta đẩy cao quá, mũi bàn chân bị tách rộng sang hai bên. Thì bắt đầu chúng ta sửa luôn từ hai bàn chân nhé. Hai bàn chân xoay song song với nhau bằng cách hơi đẩy cái gót chân của mình ra ngoài, mũi chân hơi quặp vào trong. Tiếp theo đó là đến hai cái đầu gối. Thì nếu như mà trong trường hợp hai bàn chân song song với nhau rồi thì mặc định hai đầu gối cũng sẽ song song với nhau, để tránh trường hợp mũi bàn chân mở ra ngoài và đầu gối của chúng ta cũng bị tách ra ngoài như thế này. Các bạn nhìn nhé, bị tách rộng như thế này, có nghĩa là chúng ta đẩy bừa một cái lên này, nó dạng chân dạng tay này trông rất là xấu và vô duyên. Tiếp tục này, trong trường hợp chúng ta không đủ sức để đẩy lên rất là cao, lý do có thể là cái cổ tay của chúng ta bị yếu hoặc cái cùi chỏ bị yếu, thì các bạn có thể hạ thấp xuống dưới theo cái sức của mình, không ai ép ai cả, đúng không? Rồi, thật thoải mái này, gập cái đầu của mình lên trước, rồi hạ mông về đúng vị trí cũ, rồi thu chân lại, trở về tư thế kim cương ban đầu. Động tác cũng rất là dễ và đơn giản, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn ở video của lần tiếp theo cùng với sự chia sẻ của Kim Toàn.